Oke, Pak, sesuai ya, Pak, dan biji untuk pemilihan C programming, chapter 4, GMP processing statement operator. Chẳng là xin đọc chapter 4 này, cứ dừng đi em tại đọc một mỗi slide đấy, play đấy nè. Mà còn bằng tay này, cái chapter này cứ dùng bộ học chứ là nè, với thì đẹp tôn chứ mùi nè, processing statement, đẹp tôn chứ mùi nè, biết bình chia từ mới có bình dưỡng này biết bình chia đã tôn chỉ mồi nên cả cái này liền chẳng cứ riêng ai mình làm hạt ra này không biết bao giờ này vậy chẳng là sản phẩm làm hạt riêng này anh là bột viên này trồng mì riêng chụp bóng cứ riêng sầu chụp mì riêng bao giờ sẵn hai trăm giờ thôi làm hạt rồi ok ta chẳng riêng chụp làm bài ca ca đi bao giờ năm đầu tới đó ok bạn chẳng chúng nói chuyện bây giờ cứ processing segment và mà chuyện bạn bạn ấy dừng cái statement đã tôn chỉ muốn cả chuyện bây giờ bạn muốn nhưng đang nói processing segment ấy cứ ví thật nơi nóng và thế chỉ executable segment dừng nơi nóng executable segment bây giờ cứ mình p cho nên mình processing statement hay là control statement chúng ta control statement cứ là chapter 5 đầu tiên. Ok, chẳng processing statement bao nhiêu cứ miễn thiết mỗi đại sản khăn nếu không processing statement bao nhiêu cứ dừng hai việc tha operator mà chẳng bạn chỉ nếu không dùng trên video bao nhiêu như thế này. Ok, tỏ hình chẳng vậy thì dừng riêng sản khăn nếu không bị riêng bao nhiêu cứ dừng bị operator này. Ok, tỏ chẳng dừng cho màu mình thì cam mình bây giờ chẳng mình bây giờ như mình ta bây giờ mình không thông tất liền được mòn dễ thì mỗi cái gì vì dùng mình đây operator mà ta operator thì dùng mà riêng chúng ta bị chia sẻ ta bắt đầu use call là nó là operator dùng riêng cái này chia bây giờ ta bị thế nào mà cái sự call là dùng tài khoản này dùng tạp địa phía sau này hay operator mà dùng chúng ta từ từ nhà bột đỏ cũng chạy nó bạn ấy operator dễ dàng gì mà bị biến hai bắt đầu mình tiếp dân sắc xa một khi bầm này chạy này operator bây giờ người ta operator này khi nào có phía xa xí chỉ về dịch chỉ cứ ta ở cái bàn chạy vì chân chìa của bạn ấy chỉ mình buồn một anh em mà mà trong cái bây giờ dân dân phi operator president dân phi adaptive president này adaptive này operator là operator na đa môn operator na cao cao vậy thì mới đồng bài cùng đặt ta operator na thật đa môn operator na thật cao giống như miền đồng bài chúng thông thông thế nên không liên tiếp người ta đã chấp đang cho chúng tìm mùi và dưỡng GMP what is operator giống như mình đấy là operator operator cứ chỉ định một sinh nhà đại miền tương tự sầm lại là neural operation neural toàn vật ca vậy muốn từ lứ operand muối rồi muối cái trà những vị trí này bất sinh nhá đã miền tuần đầu tiên sản phẩm này là no operand nè operation là operand rồi muối muối rồi muối có cái trà nên cứ như lấy và biết hạ operand operator role executable statement đó mất được sắp tới các bạn luôn xâm lăng đào operator hay nâng operand nè mà chẳng cứ vì nó cứ từ cái tàu trong một nhịp nè và ít operand nó cứ sầm tàu từ lơ thiết này tên là này vậy muội thiên tên là vậy muốn tiêu được chỉ bàn được bo được chỉ cần than rồi muội coi chỉ được máy để bàn một lọc để bàn nằm một lọc thì một cái phẳng sơn nè vậy muội nhưng hàng việt hà cứ chỉ operand vì vị trí a chỉ bàn được bo vì a chỉ được máy lê cho vậy muội nè rồi muội coi chỉ constant vì chỉ mày thề vậy mua như thế nữa nên cứ dùng hai việc thảo ốc học rồi mai với mình bỏ bài thăm một cái học rồi nên không hợp và dân thì dường là cho translator ốc rồi nên hơi ta phần mặt cỏ nó phần mặt cỏ và dây và bị tập phần mặt cỏ nó lên à nơi thật khóng mai dùng ra bị phần mặt cỏ này được rồi và là lấy lời thì họ nữa mà giờ đây giờ à rút một bốn đại dương rồi sẽ bị chia vì ở cái này power nó cũng non lòng hạt đại dương thuộc về nơi trong chapter 3 nè
delta power ស្មើ ទៅ នឹង V voltage គុណ ជាមួយ នឹង current អញ្ចឹង លា នឹង គឺ ជា យើង ហៅ វា ថា ជា ប្រភេទ processing statement ណា ណា processing statement ណា ដែល យើង មាន power មាន V មាន I នេះ អា នឹង យើង ហៅ វា ថា ជា operand ហើយ វា ថា operand អា នឹង គឺ operand ណា អញ្ចឹង បើ clear ទាំង មូល វា គឺ ជា yang hawe tha chi statement ประเภท processing na processing statement na dan power dan v dan i វា គឺ ជា operand ដែល ហៅ operand ba អញ្ចឹង គឺ ជា variable variable ដែល យើង ប្រើ នៅ ក្នុង clear គណនា na ជា statement គណនា នេះ យើង ហៅ វា ថា ជា operand ដល់ ពេល នេះ អានេះ មក សញ្ញា 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 គុណ នេះ ba តាមប្រដៅ មាន 2 ដែរ សញ្ញា គុណ ហើយ នឹង សញ្ញា ស្មើ នេះ ក៏ រាប់ ចូល ដែរ គុណ និង ស្មើ នេះ សញ្ញា ស្មើ សញ្ញា គុណ ណា អា ហ្នឹង យើង ហៅ វា ថា operate operator អញ្ចឹង វា ជា និមិត្ត សញ្ញា ដែល ជា អំពី ដំណើរ ការ របស់ សញ្ញា គុណ មាន ន័យ ថា គុណ វា ធ្វើ operate វា ធ្វើ ដំណើរ ការ គុណ យក v គុណ ជាមួយ នឹង គុណ ជាមួយ i នេះ យក v យក គុណ ជាមួយ i ណា ដែល វា សញ្ញា ស្មើ នេះ គឺ មាន អត្ថន័យ ថា បាន តម្លៃ ដែល បាន ពី ការ គណនា សញ្ញា គុណ នឹង ហើយ យក វា ទៅ ដាក់ ចូល ទៅ ក្នុង តម្លៃ របស់ power អញ្ចឹង អា សញ្ញា នីមួយ នីមួយ សុទ្ធ តែ មាន ប្រតិបត្តិ ការ វា ផង ដាក់ ប្រតិបត្តិ ការ អញ្ចឹង ចែក ឡើង វិញ នៅ ក្នុង clear ឧទាហរណ៍ នៃ processing statement មក clear នេះ គឺ យើង មាន power មាន v មាន i គឺ ជា operand ប៉ុន្តែ ក្នុង ឧទាហរណ៍ នេះ គេ រៀង លើក មក គឺ សុទ្ធ តែ ជា ប្រភេទ variable របស់ ដែល ជា ថា operand អាច ជា variable ក៏ បាន អាច ជា content ក៏ បាន ឬ មួយ ក៏ អាច ជា តម្លៃ អ្វី មួយ ក៏ បាន ដែរ ណា នេះ គឺ ជា operand ហ្នឹង ណា ហើយ operator គឺ ជា សញ្ញា ជា និមិត្ត សញ្ញា ដែល មាន អត្ថន័យ បញ្ជាក់ អំពី ការ ងារ អ្វី មួយ ហ្នឹង គឺ ជា operator អញ្ចឹង មាន សញ្ញា ស្មើ បូក ដក គុណ ចែក ជាមួយ lose អីហ្នឹង ណា បាទ ប៉ុណ្ណឹង គឺ សុទ្ធ តែ ជា operator ហ្នឹង ណា បាទ ជា និមិត្ត សញ្ញា ដែល មាន បញ្ជាក់ អំពី អត្ថន័យ នៃ ការ ងារ អូខេ តោះ អញ្ចឹង ចំណុច បន្ទាប់ នៃ មេរៀន របស់ យើង គឺ យើង និយាយ អំពី category នៃ operator អញ្ចឹង operator របស់ យើង ជា basic នៅ ក្នុង ភាសា C គឺ យើង ត្បាញ ចែក ចេញ ជា 4 category ណា បាទ 1 គឺ និយាយ អំពី assignment operator ពី bảo thì họ đôi chi sinh nhà smart đó thì họ nhà smart đó cứ dùng hai việc tha assignment operator cho một việc đó để tôi dùng một mathematical thì hai việc tha mathematical operator đó thì họ đôi sinh nhà bold sinh nhà đo sinh nhà quân sinh nhà chai để mình ở tầng đây thì cả bold cả đo quân trái nữa à nhưng mà sinh nhà đó cứ hai việc tha chi một hệ mathematical để nghĩ cứ mathematical thì mấy cứ relational operator relational operator thì tôi dùng một nâng cao priệp thiệp នេះ មិន មែន សញ្ញា ធ្វើ ភ្នែក ឈឺ ទេ ណា បាទ វា ធំ ជាង ហើយ នឹង តូច តូច ជាង ណា បាទ តាក់ទង ជាមួយ នឹង ការ ប្រៀប ធៀប យើង ហៅ វា ថា relational operator operator ចុង ក្រោយ គឺ ពពួក logical operator ពពួក logical operator នេះ តូច ជាមួយ នឹង តក្ក វិជ្ជា តូច ជាមួយ នឹង ការ ផ្គុំ ណា តម្លៃ នៃ ភាព ពិត បង្គំ តម្លៃ នៃ ភាព ពិត ណា បាទ តាក់ទង ជាមួយ នឹង ឆ្នប់ នឹង ឆ្នប់ ឬ ឆ្នប់ not ណា បាទ អា ហ្នឹង គឺ ពពួក logical operator ណា បាទ សញ្ញា នឹង ណា and ពីរ ដង នេះ មាន ន័យ ថា and សញ្ញា នឹង ឆ្នប់ នឹង ណា បើ សិន នេះ យើង ធ្លាប់ រៀន តក្ក វិជ្ជា ធ្លាប់ លើ ពាក្យ នឹង ណា ឆ្នប់ នឹង ឆ្នប់ ឬ ឆ្នប់ មិន ឬ មួយ ក៏ យើង ហៅ ថា ឆ្នប់ or ឆ្នប់ and ឆ្នប់ not បាទ នេះ គឺ យើង ហៅ វា ថា ពពួក logical operator អូខេ អញ្ចឹង category នៃ operator របស់ យើង គឺ មាន 4 ធំៗ ហ្នឹង ណា បាទ បាទ តោះ ឥឡូវ យើង ចាប់ ផ្ដើម ចូល មក សិក្សា អំពី operator មួយមួយ ហ្នឹង ប្រភេទ មួយមួយ ហ្នឹង តា វា មាន ដំណើរ ការ យ៉ាង ដូច ខ្លះ ណា nhé đúng không? Như vậy thì assignment operator, cái assignment operator nó cứ như vậy thì assignment smart này, assignment smart thì dùng khơi nến, anh ấy cứ chia assignment operator operator, dùng đã là lừa thì họ bao dùng mình lừa đó, à
cover ស្មើនឹង v គុណអាចថាស្មើនឹងគឺមានន័យថាសាច់អញ្ចឹងសាមញ្ញមនុស្សប្រែតើនឹងគឺសំដៅទៅលើសញ្ញាស្មើរៀងសញ្ញាស្មើតែជាឧទាហរណ៍យើងឲ្យ x ស្មើទៅនឹង y ការរសៃ x ស្មើទៅនឹង y នឹងមិនមានន័យថាតម្លៃ x គឺស្មើជាមួយតម្លៃ y ទេ តែមានអត្ថន័យបញ្ជាក់ថា យើងអាសានតម្លៃ y យកមានន័យថាយើងចាប់តម្លៃរបស់ y នេះ យកទៅផ្ដល់ទៅឲ្យ អញ្ចឹងបើ y ស្មើប្រមាណ x វានឹងស្មើប៉ុណ្ណឹង ក៏ប៉ុន្តែថាបញ្ជាក់ថាវាស្មើតែនៅពេលនេះទេ គឺដោយសារតែអាសានេះគឺយើងឲ្យតម្លៃប៉ុណ្ណឹងថាយើងដាក់តម្លៃរបស់ y ដាក់ទៅឲ្យ ឲ្យឯងឬមួយក៏យើងគប់ពីតម្លៃពី y ថាចូលទៅក្នុង x ណាបើមិនយើងនិយាយសូត្រទៅមានអត្ថន័យស្មើគប់ពីផាស់ x ស្មើទៅនឹង y មានន័យថាគប់ពីតម្លៃពី y ផាស់ចូលទៅក្នុង x បាទប្រព័ន្ធបាត់ការវិបាកហ្នឹងណា អញ្ចឹងមិនមានន័យថាវាស្មើទេរហូតទេអាញ៉ាត់ពីហ្នឹងមិនស្មើទេរហូតទេវាសេបែបហ្នឹងហ្នឹងវាដំណើរការតែពេលហ្នឹងតែពេលគឺគប់ពីដែរហើយបើសិនជាគេប្រែប្រួលនៅពេលក្រោយទៀតអាហ្នឹងគឺអិចគឺអត់ប្រែប្រួលតាមអីគេទេណាបាទគឺវាប្រែប្រួលតាមនៅពេលហ្នឹងទេអូខេរូបមន្តអញ្ចឹងការប្រើប្រាស់អសញ្ញមានអូប្រេទ័របើយើងហ្នឹងគឺយើងមានរូបមន្តជាទូទៅគឺបាទ អញ្ចឹងអាសាយមិនអូប្រេទ័រគឺត្រូវប្រើទៅលើអូបេរ៉ែនពីរមួយគឺនៅផ្នែកខាងឆ្វេងនៃអាសាយមិនអូប្រេទ័រគឺត្រូវតែជាវ៉ារីយ៉ាប៊លដូចគ្នាណាគឺត្រូវតែជាវ៉ារីយ៉ាប៊លអ្វីមួយដូចគ្នាហ្នឹងມັນអាចដាក់ជាអ្វីផ្សេងបានទេអញ្ចឹងអូបេរ៉ែននៅផ្នែកខាងឆ្វេងនៃសញ្ញាស្មើគឺត្រូវតែជាវ៉ារីយ៉ាប៊លណាជាវ៉ារីយ៉ាប៊ល ផ្នែកខាងស្ដាំរបស់វាគឺត្រូវតែជា expression ជា consonant ណាបាទយើងអាចដាក់វាជាតម្លៃលេខក៏បានជាតម្លៃនៃអញ្ញត្តិអ្វីមួយក៏បានណាឬមួយក៏ជាប្រណាមការនៃការគណនាអ្វីមួយក៏បានដែរអញ្ចឹងដំណើរការរបស់វាវានឹងចាប់យកតម្លៃដែលបានពីកន្លែង expression នេះគូពីថាចូលទៅក្នុងអញ្ញត្តិដែលនៅខាងស្ដាំអានៅខាងឆ្វេង នៃវ៉ារីយ៉ាប៊លមកជាឡើងវិញស្អាតទេថាវានឹងយកតម្លៃនៃកនសោមនៃផ្នែកខាងនៃអាសាយមិនអូប្រេទ័រនេះគូពីផាស់ចូលទៅក្នុងវ៉ារីយ៉ាប៊លដែលស្ថិតនៅផ្នែកខាងឆ្វេងនៃអាសាយមិនអូប្រេទ័រអញ្ចឹងដំណើរការនៃសញ្ញាស្មើរៀងសរសេរនឹងគឺមានន័យបែបហ្នឹងបាទមានន័យបែបហ្នឹងឧទាហរណ៍ ដោយនេះបើយើងយើងឲ្យតម្លៃរបស់ power ស្មើទៅនឹង v / i បាទ v / i អញ្ចឹងបើទីហៅថា power របស់យើងគឺរូបរបស់ទៅអញ្ចឹងដំណើរការរបស់វានឹងយកតម្លៃរបស់ v គុណជាមួយនឹងតម្លៃរបស់ i បានតម្លៃហើយឃើញស្មើប្រមាណដាក់ចូលទៅក្នុង power នេះឧទាហរណ៍មួយណាតើតើជាមួយនឹង expression របស់យើងគឺកន្សោមនៃការគណនា expression គឺជាកន្សោមនៃការគណនានៅក្នុងឧទាហរណ៍នេះមានឧទាហរណ៍ថាយើងឲ្យ power ស្មើទៅនឹង 2908 អានេះមានន័យថាកន្លែង expression របស់យើងគឺយើងឲ្យវាជាតម្លៃលេខឲ្យវាជា value បាទអញ្ចឹងវានឹងយកតម្លៃ 2908 ហ្នឹងយកទៅដាក់ចូលទៅក្នុង power ដាក់ចូលទៅក្នុងអញ្ញត្តិ power អញ្ចឹងប្រណាមការវាគឺបែបហ្នឹងណាបាទឧទាហរណ៍មួយទៀតគឺតកតជាមួយនឹងកន្សោមនៃ function បាទអញ្ចឹង expression របស់យើងនៅពេលនេះគឺជា value return ណាបាទបានតាមវិធានតម្លៃដែលទទួលបានអំពី function របស់មួយអញ្ចឹងយើងឲ្យ power របស់យើងស្មើទៅនឹង pair ស្មើទៅនឹង កាល power នៃតម្លៃមួយហ្នឹងណាបាទយើងនេះគឺជា function អញ្ចឹងនៅពេលដែលវាដំណើរការសញ្ញាអាសាយរបស់យើងនឹងចាំរហូតដល់ function ឈ្មោះថា កាល power នេះគេនឹងឃើញតម្លៃអ្វីមួយហើយបានយកតម្លៃហ្នឹងដាក់ចូលទៅក្នុង p ចូលក្នុង p បាទយើងបញ្ជាក់ឧទាហរណ៍បីនេះអាចតើតោះគ្នាគាត់ជាឧទាហរណ៍ដែលយើងលើកឡើងអំពី ការអាសាយតម្លៃអ្វីមួយការអាសាយ expression អ្វីមួយចូលទៅក្នុងអញ្ញត្តិ
chẳng ai chỉ cần xong là cả cái này ai chỉ đầm lại lấy vậy mũi rồi mũi còn ai chỉ đầm lại để bán máu phí cần xong phan sân vậy mũi nè bạn đánh cái dân điện phí bị expression và viên là sai đầm lại trên phía này mở đạn này giá này cứ chia assignment operate operator cho là chọn trái mà sai mình thì nhà smart đấy cứ mình lấy thả sư sai mình lấy thả smart đấy cho chẳng là không có thể gì ok tỏ là lấy những lời chi ở kỳ hò muối nông là cột và diễn để tôi chỉ mùi là cả phát phát nhà smart nữa ok và tỏ chừng kỳ hò chừng nhầm cả và nhà bò muối một thà phí ai thí phí mà ở mà mà đi ok tầm mà tiết một vài ok gặp cái vài bót môi mua thà phí hai mươi thích mua thà vài hàm tôi nói không có bọc nhóm nhóm clear spin mới tụi mọi COSCO mình ta đây mình là screen xìa loa xìa loa từ screen tầm một tiết chúng ta lại phí mà tên đỏ ok ở phí mà đỏ hay ở quái mà tên nâng không phải chắc khi nó cột bởi dưới chúng ta sẽ thật phí mà đỏ mình đây thà nhóm assign đầm lại đỏ ao từ ở nhà thị hai tầm một tiết là vì là vì đã làm lại đọc ở được thì hai viên này giờ làm lại cũng vậy đã thì đó à được ở vài đó và chẳng vài bây giờ cứ stop tục bảy hai thì bây giờ cứ stop tục nó và tao phân tiết khi nó print làm lại trên một lần print f ok thì smart thì rồi đi nay làm lại giờ là bỏ thì đã. Tốt okay. À, tổng mặt tiết cứ printf tầm lại y smart and thì rồi đi nay anh nhà y nó được một cái dương nó sẽ chơi cầm đó mọi người trả clear đọc liền mối P mà phần rồi đi đọc liền mối y mà phần rồi đi chẳng chụp ngoài được mà P này cứ hoài ok cho nên sẽ một clear bán mà sẽ bị clear với nó một chút và chẳng là P đã start program ở bên clear screen hàm đồng một tiết rồi lại P mà đó bằng lại y mà phần bấy hợp đọc tiếp bên phía cao print lại nhóm được screen ok hai bắt đầu bị clear nên làm lại cả hai không kết sĩ ếch mối tụt screen mỗi đào giờ tỏ để tí hai bàn nên thuê ca công nọt bằng lại vì làm bên trong màu P smart y ok và P smart y và hai bữa sau mà tiếp trong năng sạc lên làm lại đang bây giờ screen mà sạc tiếp thì mới xuất thả ta P là bao nhiêu đang phải bù rồi nhưng chắc là bây giờ một phần của thang cả lá cứ đập về đài cột mà để vì làm lại cá làm lại P bao nhiêu cứ lên smart đọc cái đó cứ ví là smart tên năng bầm bảy s năng là smart bầm bảy đi y ok hai phần tiếp theo get ca mà ra tiết nữa và với những thứ cả tệ tệ là assignment phải ra được nhóm màn gì màn màn nhé phần tiếp theo nhóm get ca step bảy rồi cho bản thân chiếc nhóm out try pro đầm lại y nhóm out y smart tên năng pi rồi vậy bắt đầu mình tiếp theo print code nâng mình lên screen mình lại trong chỗ đầm lại p đầm lại y cái trên một cái này số thứ ba là bên nâng p bọc những cái file pro tam y ở một sân chiều y bây giờ là bên nâng cứ smart nâng p rồi vậy nè và chấm chia rồi dừng chèn dừng lại mình thả p smart y thì dừng chèn lại nâng mình lại thả p cứ file pro tam y hold mình đi cứ vì assign cái này tiền năng tê cứ vì mình copy đầm lại y nó tiền năng đã cho được không khí chẳng y nó tiền thì riêng riêng câu lại nó cứ y nó smart bằng vậy toàn phải của tên là thì và
chẳng vài mà bảy chẳng khi bao dương nơi khả năng năng có việc mà bảy và tạm bài chúng ta sẽ đại việc đã làm lại cho được một vài nữa và tổng thế nó về đại cô bao dương như prai pro vai tôi chỉ làm lại xe khi bao dương gọi mình là prai pro tam đại buổi khi bao dương tại ban chia sẻ tôi cũng lại cùng vậy nơi khả năng này đại cô đại như thế vậy chẳng về prai pro tam vai đi liên lại nó cứ dương còn tai thôi cá chập vô làm lại một khi rồi đại cho được một vài nhưng trên làm lại một vài trên làm lại một vài đại tới chia pi rồi vậy nè chắc là John Cham tha khi hay là vái cái thật nó không thọt mềm mà đẹp xe thì nó thọt môi xe thì ăn miên tẹt tôm như thế chẳng là bây giờ dưỡng ao ở xa nhầm lại ao thọt môi nát cái thọt nó phải phụ nên tẹt tôm được thọt nát thì hay cái bây giờ sẽ thắt mạc như chẳng mẹ đại đàm bật tới cứ viết tới copy đầm lại vì quá nhưng mà đã trôi được nông thị nơi khả năng ok đó lấy GCH và có vấn đề hay dân sản là bọn thực tế đâu không làm đâu ok thì còn bây giờ chẳng được nông câu tại dân mà sẽ ấy cứ khi smart dog vài smart bay như thế này nè hợp đồng đấy cứ chọn cái gì ấy cái này có cái gì ấy chứ để nhìn cho khi khi nào muốn chẳng khi nào về lô tầm lại được tối vì khi nó chập làm là cá cứ nó bên nó cứ dừng ở khi smart vài vì thế chúng ta đang lại bọc vải đặt cho thứ khi chẳng khi bây giờ còn vải vải bây giờ thoát vải bây giờ còn vải à ok hợp đồng đấy vừa print print lên một screen hợp đồng đấy kêu chụp cái gì ấy chẳng thế lục lọc một screen và rồi hãy đây mà chụp toàn chứ mà xa đại vừa bật đã slide mình dạng ấy và ok đó lấy bây giờ chụp cái gì ấy đấy rồi mình tiếp vừa sẽ có biến ở vải mà bị rồi cho nên bên đấy cứ thọt nhạc vài bây giờ cứ đâu tới chuẩn bị rồi ok chẳng hơi nhé khi mà bằng bảy đá bên prime pro tại bài khi mà bị chẳng tuần thì này sai như vậy tại bởi những cái bạn này nhé và vì là sai nhưng lấy là thật phải hàng đắn đã vô được ngoài nhạc lại chẳng chuẩn nhé mà vì vừa dừng dừng số ta tức lên bảy prime pro đồng lấy để nhạc ấy mỗi cái dừng prime pro mà về nên cái gì assignment operator assignment operator ok cho mà đo chúng là TP này category bây giờ như vậy mathematical operator chẳng mathematical operator cứ sầm đạo từ lựa ca kệ là lý này proman thì bây giờ chẳng ao ta mình bật sinh nhà nó đã tập tôn chỉ mùi những ca kệ là lý mà mình bật sinh nhà nó cứ thì hai việc há chia mathematical operator chúng mathematical operator và những cứ dương miền đồng hóa đọc mùi operator miền đồng hóa operator cho đồng hóa operator nó cứ miền đi miền bị cộng cao nhé dương miền sẽ nhạc bốt mùi với cứ addition dương hai việc là sẽ nhạc bốt nhé sẽ nhạc đỏ dương hai việc là subtraction hay là sẽ nhạc đỏ dương hai ta bật bật cả đó lấy cái cuốn sẽ nhạc cài mà mình để thích cài sẽ lên bảy nhé và cứ chia sẻ nhạc cuốn sẽ nhạc slash cứ miền này thà chạy cả chạy lấy và chạy lấy cứ dùng para pas nhạc slash lên nhé nhé rồi bây giờ nhạc phía rồi nhé nhạc phía rồi nhé mình mềm này này thà cả chạy cái môi có cả rô phía rồi thì mùa bảo viết cứ modulus modulus ni cứ chạy dọc sầm nào à này cứ chạy dọc pol à division ni nè à sinh nhà chạy ni cứ chạy dọc pol à sinh nhà phía rồi ni cứ chạy dọc sầm nào ta nhìn vô đồng lại vì chạy kia tất ta vì sao đồng lại mà bạn à này chạy đồng lại vì tất ta ta bàn pol mà chẳng vì nó giờ sẽ làm nè chắc nhà phía rồi ni cứ nó có thể xả xí cứ miên này tha một lý sử cứ cháy dốt xóm dốt xóm nọ cháy dốt nọ ok sử nhá bốc hơi sử nhá bốc hơi sử nhá mình này tha add the nasan và từ môi bây giếng dễ bị xa sử nhá dễ là bốc và thèm đôi đồng lại với môi bốc và thèm vô và nét bốc và thèm đọc thèm một khi bốc và thèm đó hay smart mình đây thằng add genocide đó chỉnh
ដកចេញតម្លៃឲ្យវិញមួយណាដកចេញដកតម្លៃឲ្យវិញមួយចេញពីអញ្ញាតអីមួយហ្នឹងណាបាទអញ្ញាគុណណា multiply then assign ណាយើងគុណបន្ថែមហើយសញ្ញាចែកហើយស្មើមានថា divide then assign ណាចែកចេញបាទហើយបន្តមកទៀតគឺចុងក្រោយរបស់យើងគេមានពីរយើងមាន increment បូកបន្ថែមដោយមួយហើយនឹងដកចេញមួយ Sinyal bộ bộ pi đó thì mình thấy bộ đòi mùi, bộ bật than đòi mùi, đòi về đây lấy mùi, bộ than đấy. Đó sinyal đỏ pi đó cứ đỏ chỉ. Giao operator này khi nông có phía xa xì với dưới cứ miên độc bọc mùi này, và bộ phụ mặt tên mình thì khó thì mình phải là tư tấn thì mình bọc mùi operator này. ແລະយើងនិយាយអំពីប្រមាណវិធីទូទៅដែលយើងធ្លាប់ប្រើមានបូកដក chẳng thể nhạc bộ và dưới cứ đôi bộ đọc nhưng phòng lá bộ phòng nào và dưới sẽ nhạc đó nè và chẳng sẽ nhạc đó cứ dương pra đầm mấy đọc đầm lại phí đầm lại này càng chuế cho nên đầm lại này càng sạm biên thư ca đó vô đầm lại càng chuế à càng sạm đi đọc chỉ muốn lại càng chuế và hai tổng tiếp bàn thì rì giá lại vô đầm phí chạy lên nè mà chạy lên dân phải chuyện ha operator bây giờ nếu như mình men pra ta sản phẩm từ lâu vài giờ bỏ đi thì việc pra từ lâu operan pra từ lâu operan do operan bây giờ về a chỉ nhát nữa hai chỉ nhát a chỉ đầm lại lên nữa rồi mùi cả a chỉ ăn cùng một vài mùi đầm lại đã đom tạo lót trên thì ăn cùng vài mùi được phải chuyện này nó chẳng liên gì đến bây giờ chúng ta đại dương do một thứ phần màn thì cứ như ai do đồng lại ở nó dùng thứ phần màn thì bạn thèm ở và do đồng lại bạn cung do một trái chỉ mình lại thế do một đồng lại anh cung do một trái chỉ mình đang ăn nhặt ở bên mũi của bạn đã ở nhà để ở được miếng đồng lại ở đại nhặt hay đang ăn được cung nó cứ bị mình đồng lại ok nên cái nông là function print bây giờ thì chúng ta bắt sẽ copy nó sẽ sò thấu mình là sò tồn mà nó sẽ copy chứng ក៏យើងអាចធ្វើប្រមាណវិធីណានៅក្នុងកន្សោមនៃអនុគមបីមួយក្បាលដែរអញ្ចឹងប្រធានឯងយើងនិយាយវាជាអនុគមអញ្ចឹងវាសម្រាប់ធ្វើការបង្ហាញព័ត៌មានបីមួយដែលស្ថិតនៅក្នុងសញ្ញាថ្មីកណ្ដាលនៅលើ អញ្ចឹងអភិរយដែលយើងប្រើប្រាស់នៅលើព្រីនអេសគឺហ្វមាតស្ពេសហ្វីកេសិនណាបើសិនជាយើងប្រើប្រាស់នៅលើកន្សោមគណនីសញ្ញាអភិរយនេះវាគឺជាម៉ូដូលីសយើងនិយាយទៅមិនមែនចឹងអភិរយណានៅក្នុងកូដភាសាC នេះមានសញ្ញាខ្លះគឺមានតួនាទី ประมาณ chính chia chủng loại chính chia giá đã cho được nông chủng loại trở lại sinh nhá hiệu rồi trở lại format specification rồi bỏ print f hay là gì về modulus nè modulus cái modulus cứ được tiền mình hạt trái do sự nó vẫn làm nói ca biết cứ viết với ca trái lệch p chủng loại cốt តាមប្រតិលេខចំនួនគុត 2 លេខផ្សេងគ្នាហើយបន្តមកទៀតយក 2 លេខផ្សេងគ្នាចែកគ្នាហើយបន្តមកទៀតរកសំណល់តើសំណល់វាសល់ប៉ុន្មានបាទ
Đi hả? GIP smart tại năng 5 modulus P. Chẳng mình này thả cái vô 5 vô mà cháy chỉ mình P. Hay xua thả 5 cháy P nó khơi anh dùm nào rồi mà. Bởi vì chế thả modulus nó cứ pra ta chỉ mùi năng lấy chỉ mùi cốt đề với lấy chỉ mùi cốt cháy cái này ọt cắt cái biệt đề. Lấy chỉ mùi cốt cứ cháy thái sau một phần ná cứ tục một phần năng ọt rồi bị phát thai một cái mà này. Tại bản thân chỉ lấy bao nhiêu chỉ một cụ float chỉ một cụ real number tớ bán viết với cá cắt cắt cái chẳng cái chuyện tham một lúc cái bàn ta chỉ mồi nắng lấy cho mình có thể mình ai ra chỉ mồi lấy mình bị bị khai chuyện này nè mình ai ra chỉ mồi lấy mình bị chẳng vì nếu pram cho mình chạy chỉ một tí chạy thấy mình cái pram chạy một tí cứ bán buồn chấm lại cứ bán buồn xong nó sò mồi chẳng bởi vì chạy bài sò mũi chạy lại chẳng khi bao dương cứ nâng mà mùi của dương số thà ta pram ở dương ao pram modulus mũi ấp ý ta bàn làm lại mà pram modulus ý cứ bàn mùi của dương chạy tới sò thì nó mùi và chẳng mùi nó cứ đặt chỗ tới nóng thì nóng thì dương khí nâng mà mùi và thì họ thà dương ao P modulus pram mình nói số thà ta xin nó sò mà số pi chạy pram ta chặt pi nhưng mà sân dương vậy ta bây giờ lấy chúng mình cốt cứ chạy mà đại tì cái này cứ pi một pram cứ chạy đại tì chẳng sầm nó chầm lái này pi chạy pram và chạy bán cứ chầm lái mà số sầm nó số và chẳng sầm nó số pi số pi và có hai cái số pi mà chẳng chạy tha chạy vô sầm nó đó là pi pi chạy pram chạy hoặc đại tì chẳng và chúng chạy ở đất được chứ này cứ ở bàn chạy thì chúng phí cứ nới sau phí nó đã mà chắc là nó sau phí và với các bạn sân chỉ dương ai buồn modulus phí bằng số ta sẽ nó sau cho nên phí cứ lấy phí à lấy buồn chạy phí thì chạy lại thì chúng buồn chạy phí thì sẽ nó sau sau giống P và dưỡng cứ smart. Ok ta, lấy dưỡng vừa ở tì ho tại tôn chìm nguyên mặt tìm một tì ho lên tì tết. Ok ta, chẳng dưỡng miền tì ho tìm một dưỡng, chạc một dưỡng là lấy trong ao lại P. Ok ta, tại tôn chìm nguyên nâng bốt sinh nhưng mà đáp khí mà tìm đáp bộ vậy thì họ ai bắt đầu tiếp nhưng mà vai mà tên đang phẩm vay bộ khí mấy bộ khí rồi mới có phẩm vay ok mấy bộ khí rồi mới có đáp đỏ đáp đỏ bay sản lập khí hai bắt đầu tiếp ai vai mà tên đang phẩm vay bộ khí chẳng đi được chán mà đấy chào mình để câu play bằng cái mạng dưới sân nơi đây là khi mà rằng ta nơi đây đang cứ thi vì nâng trời xa bằng mạng hay vai trời xa bằng mạng làm sao chân lòng mới là ta vô cùng dùng thế thì John Chan là sẽ cố cứ dương và sẽ hỏi cứ dưới thật đăng chậm lại một nơi dương thật expected đồng hồi một là ta vi cua được trên một nạn với dương thì nàng sẽ xe đầm bầy hồi vì vừa càng chứ mình là dương đăng làm vì result thật chơi nha tới bao nhiêu là xe nhưng mà xong chuyện là xe hai vía trên đi giả mọi đôi cho vậy để dương kết thúc như này thả cổ và dương dương sẽ xe khó một lại nam vui rồi môi của dương tròn vía khó lại nam anh cứ chuẩn mạch đại bà này sẽ xe khó lại những số bao giá mình mềm và bà chạm cầu thân tê cầu nắng thì họ định get CA nhưng nắng áp chạm get CA nhưng xây mà chẳng nên nên thử bà thì bà quay được bà cứ cứ thả tá dương sơ sơ cùng ông tư được việc mất đảm bấy ao đồng đại ca với tất cả nhưng rồi được và rồi mình cũng muốn làm nhiên câu cũng muốn nam mới đã đạt màu cùng nhiên sạp ao dương thì mình ta mà bởi vì chọn bà nó gặp miên đấy bởi vì miên sửa là cục pipa với kia dòng đá bà nó với bọc miên chẳng mấy dương trời tài kịch bằng cả cục môn được tuần này
ហើយការបង្ការរូបមន្តនឹងបញ្ជាក់បាទបាទទាំងគួយគេដាក់មិនដាក់មិនត្រូវហើយតែមិនដាក់8ឬមិនដាក់ប៉ុណ្ណេះហើយតែដាក់ក្នុងនេះបាទអូខេតាអញ្ចឹងអ្វីដែលខ្ញុំរំពឹងទុកយើងនឹងដឹងថានៅពេលដែលវារ៉ានចេញមកគឺ p ដែលស្មើប៉ុន្តែបូក បាទតាមមកទៀតវាយនេះកន្លែងនេះខ្ញុំឲ្យចែកជាមួយនឹងចែកម៉ានអូខេចែកចែកដាច់ចែកដាច់គឺមិញ15អញ្ចឹងណាពីរដាច់អញ្ចឹងនៅពេលដែលខ្ញុំដាក់កូនបែបនេះវិញសុរថាតើអ្វីដែលនឹងចេញមកលើស្គ្រីនរបស់យើងកន្លែងភីនេះស្មើប្រហែលហើយកន្លែងវាយស្មើពិសា គួយកែនឹងចិត្តបងប្អូនបើកូនបើយើងទៅពេលនេះខ្ញុំដាក់ពី ព្រោះឯងភីបើយើងនៅកន្លើនេះគឺយើងអាសាញដោយតម្លៃ7មិនដែលដប់ដប់គឺ7ណាបាទហើយបន្តមកទៀតនៅពេលដែលយើងបញ្ចេញនៅលើព្រីនអែកន្លែងនេះគឺយើងយក7បូក1អញ្ចឹងគឺស្មើ8អញ្ចឹង8ត្រូវអាសាញចូលមកឯងដាក់មកឯងអញ្ចឹងភីរយឌីនៅកន្លែងនេះគឺ8អូខេបាទយកវាយវិញភីរយឌីនៅកន្លែងនេះស្មើ8វាយអញ្ចឹង y ไปยิงคือยิงประจัญโดยตํารายy P ស្មើទៅនឹងអញ្ចឹង P នៅក្នុង យ៉ាងវាយវិញស្មើតើហើយបន្តទៅនៅពេលកោបើយើងនៅកន្លែងនេះអញ្ចឹងសួរថានៅកន្លែងនេះគឺ អញ្ចឹង p ស្មើ 1 គឺ p + 1 មានន័យថាទៅកប់ 2 តម្លៃរបស់ p មក ស្មើ 7 ហើយបន្តមកទៀតយកមកបូកជាមួយនឹង 1 ស្មើ 8 យកតម្លៃនេះដាក់នៅកន្លែង p + d អញ្ចឹងមិនមែនយកទៅដាក់ចូលទៅក្នុង thought memory របស់ p ណាទេអូខេយើងមិនចាំច្រឡំណាអានេះគឺជាកន្សោមគណនីធម្មតាវាមិនមែនជាកន្សោម អាសាញមិនមែនទេវាមិនមែនជាកន្សោមនឹងអាស្មារតីអាសាញដល់បៃនឹងដាក់ចូលក្នុងភីមិនមែនទេយល់ថាហេតុនឹងគាត់ខ្លាចតែអាញាត់មកហ្នឹងអានេះមិនបានតែជាឃ្លៀជាអត្តបទដែលយើងត្រូវបញ្ចេញមិនមែនជាអូបេរ៉េទ័រទេ
vì chỉ ăn tập bật để dùng thời gian mình chèn, chỉ ăn tập bật để dùng thời gian mình chèn, nhưng trong một chén nhà lại cứ xe số P smart tận năng bên này, nhưng trong chăng xe thay hệ lô hệ lan ấy các bạn này, chẳng phải mình chịu phải tự lại chèn đấy, và thật là trong nhà mình cái đó cứ chia string, cứ chỉ ăn tập bật, mình lại chia operator gì, và đôi sự nhà phía rồi nơi lại nó có mình mang operator để điền gì để mình làm sự nhà smart để sự nhà phía rồi để thân nơi cái nông sự nhà mình cái đó viết chữ sự nhà bị sẹt để riêng hai thằng format specification robot format string và string và làm lại để thân nơi cái nông sự nhà mình cái đó là robot string này robot at bot chứng vì ở trên sự nhà phía rồi mình screen cũng đã viết chùm nốt đôi ca chặt vô làm lại pi cần sau để thân nơi cần cài mình cái đó dù mà đã cho được đóng lại thì cái đó là anh kia rồi kia rồi nó bệnh bạn nên không biết được bao giờ ok chép bây giờ ta phí ở ban prep rồi làm lại thì chia làm bảy thì phí cái này tập bằng phí rồi đấy chấn ca nghe bao nhiêu thì dương vô mà đã làm lại nên cái lại kia rồi lại đi cứ dương vô làm lại bỏ qua dùng chạy pi dương tôi copy làm lại pi qua dùng chạy pi hãy còn mình đặt cho nó vai đây pi chạy thay đấy cứ dương dùng đặt cho nó nóng string bao giờ đặt cho nó nóng cần sao này clear là bao nhiêu đấy nè và giống vài cái smart năng đọc pram giống giờ đọc pram giống mà chạy phí đã chia không giờ đọc pram chạy chỉ mỗi nằng phí ok và tọa mà tiếp pram chạy phí cứ vua smart đọc buồn cả làng chúng ta chạy đòn ấy y and p bởi dưỡng cứ chỉ integer integer cứ lê chúng mình cột chẳng thọt memory bởi dưỡng đã đặt lại mình cái bì bàn đi ok và chứ này bạn là bạn ca này ca chạy bảo vĩa cứ vì ọt chạy cắt cái bì đi xong đó chạy ọt lại bàn ná cứ tốt cho bộ phần dẫn đọc bàn chạy bì cứ bàn bàn bì xong đó xong chẳng đầm lại này cần xong cái này nữa lại này cứ đập pram chạy thì pi cứ smart đằng đằng hết nên đập pram chạy pi cứ smart đằng pram chẳng pram pi này khi tới vô tại đại châu được nó sẽ nhảy phía rồi đi ok chẳng lý giải trên mắt cứ pram bảy pi smart pram bảy why smart man và smart pi nên smart pram pi lại chẳng mới làm cho ta chạy này dạ thì sao không bấy quả ai sao đã và chạy đã clear nó mình men thua ai tầm lại đi à so P bây giờ này nhạc P bây giờ trai phô tư mình bấy vai sao mà bấy mẹ anh ấy còn ta chỉ clear và dùng để mình xây trên màu thì bây giờ anh chăng ta chạy màu thì mình chẳng đồng lại để bất bất cấp nơi khăn ngại nhạc P bây giờ cứ nơi ta P sao bằng P hay why nơi là smart program này ở miền tây của tôi mà miền tây của tôi anh clear video để dùng sử dụng print app như này thì nó bao nhiêu tiền tại p prao chỉ mỗi đang assign why smart đang chấm ở prao chỉ mỗi đang assign mà ra tiền từ bạn ai tại của bạn bà sơn ở prao chỉ mỗi assign cứ ở tại của bạn ở tại của bạn bây giờ cho bác sân chỉ clear bây giờ này cái loại nắng chấm ao p smart cho mình chấm ao y smart cho mình nên tới chỉ dạng này có bây giờ xuống tới bây giờ gì mình tới gì mà check thì giá chỉ một cái này, chỉ một cái này, có phần tài là tên này. Suốt ha đầm lại khi bao dưỡng hay là đầm lại vai bao dưỡng ra rồi và một chuyện được ra rồi chẳng vai bao dưỡng nó tên cứ smart tới nâng phẩm phí nhưng đưa nó không ngà nè lại khá sơ thì nâng hái nè vai bao dưỡng cứ smart phẩm phí khi bao dưỡng cứ smart phẩm bệnh ok dẫn đòi xa ta hai đáy ban viên tựa prai phút và đòi xa ta vì clear cái này cứ giữ ai vì à xa có gì ai à xa tái bởi dưỡng ở đó xa thì mình bằng mình
other side thì số đập p hai nằm y ba bốn p bằng p y cứ đọc ra p là bằng p y là đọc ra ở bên ba bốn thì và tại bản thân chỉ dựa đại sinh nhà smart ở phía ok ai dựng làm phía và chẳng chi bây giờ cứ phẩm vậy mẹ phẩm phí thế đó nữa ai vai bây giờ cứ phẩm phí này là phẩm ok và chẳng riêng sinh nhà smart này cứ chia sinh nhà sản phẩm phải pro và lấy này anh nhạc và lấy mùi trong trang đó bà sân chia ảnh nhạc nâng mình pra chỉ mua nhà smart thế cứ ảnh nhạc nâng áp rai của loại thì ảnh nhạc cứ prai của loại thì nó bị là vì chụp chỉ mua nhà smart rứ mua có dùng pra pra comment scan app đầm ấy scan đầm lại bị trộn được nó ảnh nhạc này được bằng nhà ai cho ảnh nhạc ảnh nhạc được nông memory bao nhiêu phải không ạ ok đó rồi tạm tiếp dừng về MP modulus, cái modulus này, ta là modulus năm, cái là lục khí của bạn nhà smart lên cháu, ok mà, à lớp chúng ta lại đâm modulus, y modulus p, ok, chụp ra y bây giờ cái đọc pram, chẳng biết modulus p mình thằng y chạy ngang đọc pram xem nó sao, điều gì mà mình nói sao rồi chấm à tập ba bây giờ dùng được lại bao nhiêu cứ y sama cho nó mười ok yeah chẳng phí bột muối cái sama bảy đã thì sama bảy làm pi rồi giờ làm bảy làm pi bột muối làm bột bảy đã cho được một nhà phi rồi đi lại đấy đó về y bây giờ cứ sama đập rám một lần nữa sợi pi cứ nó sao mười chẳng phi rồi đi bây giờ lại nấy cái sama chúng ta vay cái này đọc ram để bên prime protein một cách mạnh này đọc chỉ là người ra tiền này như bị chết chẳng lại chẳng mong lại gì ok là chẳng cứ này cứ tại tôi chỉ mồi nàng mà tên gì khó vậy chứ ok close và chẳng làm lại cả này một và dưỡng cứ bạn nên nói cứ chạy nó sẽ nó chạy chạy nó sẽ nó dương làm nó sâu như thế này dương thưa vì sao anh nói đấy chẳng đập ram mà sinh chạy bảy đập ram chạy bảy cứ chạy đạt mình chẳng ấy làm lại mà ram nó sáu tổ bạn gì ok bạn sâu vài bây giờ cứ sâu thế này nếu mà chạy đầm lại để chạy đại chứ đầm lại những đơn vai mà đập pram mình chẳng ấy sao chạy đập mùi rồi đang chạy đại mà chẳng ấy tụi ta ta nập pe nắng ba sân chia vai chạy đập mùi đập pram chạy đập mùi xin lỗi sao mà sao đập pram lại chẳng gì 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 chẳng vai mà đập chạy đại tề và lấy cột ta lấy miếng biếp của riêng làm bớt cái việc ai vai cái việc xin lỗi bạn giờ nó thay xong các cái biểu đồ ok đó chẳng là một list tình nguyện phần đăng này đó đó một tiền JPI Denison subtract Denison multiply Denison divide Denison anh ấy cứ bột bật thay đọc bật thay đọc bật chanh nè cuốn bật thay mà chạy bật chanh thế hả khi mà khi smart pram nghĩa gì đấy và ta mới thấy nhóm ip bộ smart bay mẹ mình này thà p là bên smart bay mẹ p bây giờ smart pram hay gì cũng tác trong bậc thái bay cho được trong pram chẳng mình này thà p bây giờ cứ smart pram cầm bay chẳng bộ đèn sáng mình này thà bậc thái cho vô bấy nó phải thêm cho được nóng à đầm lại nó bọc phi đi nè bà vô việc bố khá đặt cho được nóng à thọt phi này nè bà dạ nên riêng hai việc ta bằng thèm nè ép thế là sai ok chẳng khi bà dưới viên nâng lại ông ta chia bà đắng
Hãy đưa càng lên đá và tôi thích nhưng mà sẽ câu thật khi đỏ mà buồn chẳng mình đang tập trong đỏ buồn trên bị phi mình chẳng phi mà dưỡng mà mỏi đỏ buồn trên một mình cứ mà buồn đấy và chẳng là tuần tì là bỏ ai đã sai sập sập thì là sai mà được bà đã sai những ai tên này của bạn chỗ đó chúng ta trong cái này mà tìm mình khó bỏ Berita bahaya ini dia increment and decrement. Increment and decrement. Yang increment ke bok-bok, decrement ke dok-dok. Berita ini kita cimui neng anya. Ayat admin pernah cimui neng website ni pernah cimui anya neng. Bukan saum ni, kakek ni buat expression. Dia cuma peace mal dengan pi. Áp dụng những giây thật phi đỏ đỏ thế phi đỏ đỏ nên cứ miền này thả đỏ môi trên bị phi đỏ lấy mùi nha nha đỏ đỏ phi đỏ nó cứ một cặp bạn lần đấy cứ lấy mùi nó trong này đỏ môi trên bị phi chén phi bao dưới nâng xó đó xó đỏ môi trên này bố bố phi nhưng sẽ phi bố bố của bạn bố bố phi của bạn này bạn hai thế nè và dây bị mốc của bạn dây bị cào của bạn và sân viên này không nong statement đầu mối vì ở in chỉ phản hà thì tại bản thân chỉ bị thật nơi nóng statement đầu miền operator chỉ đang không là năng tới kết một phí áp tiếp phim nơi sinh nào đó năng cầm tiền được giống bộ bộ phí cứ bộ mũi cho được nông phí mình giống phí bây giờ smart mũi đặc biệt bộ những xe câu thả bộ bố cứ bộ hai mũi nào cũng được và thế à rất mà phí bố bố còn bị cái này cái vậy gì như vậy cả xe này bị mốc hay xe này bị cào nè nhạt và ta vì khó nịnh và chẳng phí bây giờ mà phí mà nhỉ chẳng phí bố bố cái mà bảy ok phí bố cái mà bảy do một cuốn chỉ mùi được phí và dân riêng dễ tam tầm rung nắng bị cua ta mà bùi mà ta đi ra bây giờ asma bùn gì hỏi chứ khi cái khi bốc bốc và khi asma pì đối với khi bốc bốc khi tới bay vậy hãy bay còn pì một mũi hãy bàn khi asma bàn sực asma bùn cái khi asma bay hãy bàn chia sực asma bùn trong cái ảnh này cái loại nó riêng xe nơi bị cào là sọp pì chẳng hạn thì hiệp nơi sảnh nhà cứ à nó càng cao yes hay nhà càng một nấy cứ à càng cao nấy hấp tầm nào cả thì toa là statement nó đã chọc toa là clear nó cái thui càng ngày chọc hai ba là nó đã cao gì để tôi cho mình à cái phim này xem bây giờ đã bị mốc miền này thay những ao cái đào mùng gì bây giờ đã nó bị cao miền này thay bây giờ đã cao cái gì anh đang để tôi cho mình là để increment and decrement đang tiền và operator sẽ ở miền này bị mình bị cao lại thành một increment hay decrement cứ tới kết thì mốc tập được rồi. Bởi những đại nó clear là mối ở đây đấy, cứ về đăng tập hai mà. Tại bởi sinh viên prapra chỉ mới đang operator kịp xế. À, sinh nhà bộ bộ rồi nhưng là increment cái đó decrement cái đó nhé. Tại đại nơi càng cao cứ miền này thá vì đã có kịp rồi. Thì thôi càng cái chọc hỏi bán thì đã. Giờ nó bên này à nó à toàn bàn increment thì phía toàn bàn làng bảy thế phí nó phí là tại giờ phí nó giờ mà con chỉ muốn phí bàn bốn giờ bốn nó đã chốt được nông dật à sang chốt nông dật à hai chẳng dật cái sao bốn và tao biết sang chốt nông dật hai tớ bàn bị chắc là increment phí giờ phí bột thèm là anh tới chía bảy chẳng à nó cứ đã cào chỉ tại bà sinh gì dân xe nó bị một vĩnh cứ vì đào bùn kì miền này thà nơi p đại việt nà cá cứ viên những increment phí nó lại bay kìm nhé lại bay kìm hai bà tâm rất nhiều một quân dùng phí hết bàn lại là cho được nóng chẳng sạch bao nhiêu nơi p nên cứ smart của mùa để ra tập phí bao nhiêu smart vậy chứ phí kia nó đôi kìm nhé đầu nà cá đôi kìm nhé để tôi chỉ mua những người đặt tập phí này gì nhé rồi bỏ increment cứ mua gọi increment và nó kêu bình thường dài nhưng nó cao pra pra bây giờ tôi tới kêu mình sơ chi pra pra increment năng tùm rộng lẹ cả nặng
bạn nâng phí thì khi sau chất sẽ trả anh liêu thì sao chị mình ra thì họ đã lấy bà sinh cái trang bàn giật mà tên là buồn được cả đấy nên là bạn ra phí mà phí dọc phí cùng phí mà buồn hai bữa trong in kinh mình cái đó thì sao chất sẽ thả giật mà phí cùng buồn nó còn phí hai bữa mới chăm cho bà tọa mà dạy câu trả thiết cứ phí bộ bộ anh ra đâm mấy cái mọi chất lọc ពលិមឡៃលេខនៅក្នុងកំសោមគណនាកោតបើយើងគឺខ្លាចចំឡងវិញទេអញ្ចឹងបើសិនជាយើងអេស្ទីមេតទៅតាមត្រូវតម្លៃយើងមកត្រូវតាមហើយយើងអេស្ទីមេតគ្រូតោះវាក៏បើយើងគឺខ្លាំងទៅអត់មានបញ្ហាអីបាទបញ្ហាអីទៅអូខេណាគឺតើតើជាមួយនឹងអូប្រេទ័របុគ្គល increment ហើយបន្តមកទៀតយើងបបោកភីទីតូចបាទហើយបន្តមកទៀតគឺយើងឲ្យ y ហើយ ខ្ញុំ ចិល say y y ស្មើទៅនឹងនេះគេមិនគឺ p បបោក ហើយ បន្តមកទៀតគឺបូក គុណជាមួយនឹង 2 បាទ បច្ច័យ មួយ ណា សម្រាប់ ពពុះ increment ហ្នឹង យើង គួរ តែ សរសៃ ដក clear បន្តិច ណា គួរ ថែម ដក clear ទៅ អត់ មាន បញ្ហា ទេ ឬ ដក clear ហ្នឹង ណា បាទ ការ ដាក់ ដក clear នេះ គឺ ដើម្បី ឲ្យ operator ហ្នឹង វា ដាច់ ចេញ គ្នា កុំ ឲ្យ operator ហ្នឹង សរសៃ ជាប់ គ្នា បែប នេះ ណា បាទ អញ្ចឹង ត្រូវ តែ separate វា បាទ នេះ ហ่า សុំ ចេញឡើង អូខេ ហើយ បន្តមកទៀត ខ្ញុំ សរសេរ y ស្មើទៅនឹង 200d នៃ y ហើយ បន្តមកទៀត b 1 p ស្មើទៅនឹង 200d ចង់ដឹងមើល តើ y ហើយនឹង p ស្មើប៉ុន្មាន ពេលដែលយើង ឲ្យ វា ចេញទៅ បែបណា តោះបានទៅមើល អូខេ អញ្ចឹង clear ប្រយោគទី 1 របស់យើងគឺ យើង ឲ្យ p ស្មើ 2 អញ្ចឹង យើង assign p ស្មើ 2 និង p ស្មើ 2 បន្តមកទៀត យើង ឲ្យ វា decrement p dot dot អញ្ចឹង នៅ ពេល នេះ គឺ p ប្រែប្រួល តម្លៃ ទៅ ជា 1 នៅ ពេល យើង print តម្លៃ វា ចេញ មក វិញ គឺ p ស្មើ 1 ហើយ បន្តមកទៀត យើង increment វា ហើយ ដល់ យើង print មក លើ screen clear line នេះ ណា បាទ អញ្ចឹង p ឡើង ទៅ ជា 2 វិញ អូខេ ដោយសារ យើង increment វា បន្ថែម ហើយ បន្តមកទៀត យើង ឲ្យ y ស្មើ ទៅនឹង p increment គុណ ជាមួយ នឹង 2 ឃើញ យើង យើង និយាយ ក្នុង ឲ្យ នឹង មាន យើង វិញ មក អញ្ចឹង គឺ y នៅ ស្មើ 4 អត់ ឡា អត់ មាន 6 ទៀត ព្រោះ p របស់ យើង វា ស្មើ 3 នៅ ពេល ដែល operation របស់ វា បញ្ចប់ អញ្ចឹង មាន ថា គេ គុណ ហើយ គេ assign ហើយ ទើប បាន increment p តាម ក្រោម ណា បាទ អញ្ចឹង y របស់ យើង គឺ ស្មើ 4 មិន មែន ស្មើ 6 អញ្ចឹង ដូច នេះ បើសិន ជា ក្នុង ករណី កូដ របស់ យើង យើង សរសេរ បូក បូក នៅ ករណី វិញ នៅ មុខ វិញ មាន ន័យ ថា increment មុន នឹង ធ្វើ operation ផ្សេង បាទ អញ្ចឹង មាន ន័យ ថា វា increment ហើយ បាន ចាប់ ដើម គុណ ហើយ បាន ចាប់ ដើម assign តាម ក្រោម បាទ អញ្ចឹង នៅ ពេល ដែល យើង run យើង ឃើញ ថា តម្លៃ y របស់ យើង គឺ ឡើង ទៅ 6 ហើយ ស្អាត តែ p increment មុន ពេល ដែល វា ធ្វើ ការ គុណ ធ្វើ ការ គុណ អញ្ចឹង អា មុខ អា ពី ក្រោយ គឺ ខុស គ្នា របៀប ណា មុខ មាន ន័យ ថា ធ្វើ មុន គេ ធ្វើ មុន ណា ផ្សេង đặt cõi miền này thả với cõi hấp dẫn. OK, này cứ increment, decrement, OK. Sản phẩm cao pha nên là này cứ có được nhiều đấy. Miền này không nhiều đấy, miền đặt một đặt cõi. Mọi người biết. Nói
trong sự phê bình bây giờ tôi bị chọc trong mặt trời nó tới chuyện mình hạn mỗi lại cho mình chạy trong người mình hạn nhé mình lại khác sinh lập được cái điểm chọc lại đi mà đến đi call operator và này cứ mình về bây giờ nữa và chẳng dừng miên lùng hát chúng nói buồn chuyện muối năng lượng hạt bốn chữ pin như ăn được bọn mình hai đấy bạn đang gọi đấy ok hai năng lượng hạt bốn chữ bảy chương bốn chữ mũi hay bốn chữ bảy này chương câu thì mình câu lượng hạt đấy và mới tới program này chỉ cửa sổ đá nè ok chương sản phẩm bốn chữ mũi này cứ như riêng do từ ram câu năng lượng của máy nhưng mà ra là cái riêng đấy, cứ của riêng miền cầu nó giờ ta làm được cái này nhé bạn. Bất chuyện tịnh đấy, nói không là cả lái buôn chuyện mua đấy, viên miền chỉ một khó chico một tịnh nhé. Bà đại tôn chỉ mua nên chỉ một lái cầu phải nên nhé. Bạn cứ century và century, cho nên là của riêng cái lái century thì đã tha dìa với nhé, tuổi riêng bậc ca đại nhạc nữa, cả constant nữa chỉ mua tha next year. Cái này thì sẽ thành next century nhé và chân cái này thì không nhé chân đồ đạn next year với một cái gì sọ thộm nhé chân dương xa ran về lâu mới thấy xa bị chà là mới thấy ta cố một program nhé cái phía một cái ấy nhé hơi vì đồng nạ ca biết mạch nhé mà xa cứ bị chà là mình nhé và chỉ dương làm cầu nên cứ chỉ homework tìm một bài dưỡng nhé hai hôm vừa thì pi bây giờ cứ để tôn chuẩn mùi nên ok hóa nó tôn chuẩn mùi học buồn chuẩn bảy nhé chuẩn bảy ok à nhưng buồn chuẩn bảy thì có thì bây giờ miền cũng học chỉ có mấy cái việc làm chèn nhé mà không là chẳng là bây giờ miền pi làm hạt nắng đầm bây giờ anh còn test làm hạt median chapter 4 part 1 nhé và chẳng riêng slide median bây giờ cầm lại tìm thì có quay tơ nè thì bị cái bình thường hại ok nhưng ở phần trên để bạn cho mình này nhé và chẳng xin chấm được nên giới hà này dù bạn trên đã tôn trọng mọi người các bạn vào quay tơ dạng mình quay tơ anh là chỉ có quay tơ và chẳng chụp những sản phẩm rồi phần trên bye bye.